Chào mừng tất cả quý anh chị khách hàng nhận được rất nhiều câu hỏi của anh chị. Giá lăn bánh của một chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G, phiên bản nâng cấp model mới nhất 2023, tiêu chuẩn khí thải Euro 5, màn hình kết nối 9 inch CarPlay Android Auto 0 giây. Phiên bản mới như thế này thì giá lăn bánh ở tỉnh, ở Hà Nội hay là Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác thì Cross 1.8G sẽ lăn bánh là như thế nào? Riêng trong clip ngày hôm nay chúng tôi tách biệt riêng, nói riêng về phiên bản 1.8G cũng như là đi review, đánh giá những cái điểm mạnh mới nhất của Cross 1.8G 2023. Cũng như là gì nữa nào? Chương trình khuyến mại xả kho mới nhất hiện nay cho chiếc Toyota Cross phiên bản 1.8G. Kính mời quý anh chàng hãy theo dõi chi tiết cùng Văn Hội ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam nhập khẩu Corolla Cross nguyên chiếc từ Thái Lan, xe thì có đến 3 tùy chọn cơ và đến 7 màu sắc để anh chị lựa chọn, cũng như 2 tông màu nội thất. Và gì nữa nào, trong clip này thì chúng ta đi riêng về phiên bản 1.8G 2023, tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, xe trang bị khối động cơ 1.8 kết hợp hộp số CVT vô cấp, 4 bánh phanh đĩa, cụm đèn bi projector hay như màn hình kết nối 9 inch, điều hòa tự động, ghế da chỉnh điện. Rất hay rồi đúng không ạ? Giá niêm yết của bản G chỉ có 755 triệu đồng. Dòng xe SUV nhập khẩu mà chỉ có 755 triệu. Quá rẻ rồi. 7 màu sắc, anh chị nào yêu thích màu trắng ngọc trai sẽ có mức giá cộng thêm 8 triệu đồng. Nhưng hay nhất trong chương trình hôm nay là gì ạ? Vừa cập nhật cái khuyến mại xả kho mới mà chúng ta cần tổng hợp cái giá lăn bánh cho từng vùng miền. Hiện nay thì phần đăng kiểm cho xe mới đã rất vui rồi, khi mà nhà nước là chúng ta sẽ không phải mang xe đi. Nhiều anh chị hiểu lầm rằng là không phải đăng kiểm là sai ạ. Chúng ta chỉ không phải mang cái xe mới đến trung tâm đăng kiểm thôi. Còn tất nhiên chúng ta vẫn phải mang giấy hẹn hay đăng ký và đăng ký gốc đến, cũng như nộp tiền đồng bộ, nộp tiền lệ phí đăng kiểm cho nhà nước để chúng ta được cấp tem ở trên góc kính. Và thời hạn đăng kiểm xe mới lần đầu sẽ lên đến 36 tháng, tương đương với 3 năm. Hai lần tiếp theo sẽ là 24 tháng. Vậy là tổng thì vẫn là 7 năm thôi ạ. Ngày trước của chúng ta sẽ là 30 tháng, 18, đúng không? Bây giờ sẽ là 36, 24 và 24. Thì chúng ta ít lần đi đăng kiểm hơn. Nào, tổng giá lăn bánh cho một chiếc Toyota Corolla Cross 1.8G 2023 ở một tỉnh mức thuế áp dụng chỉ có 10% thôi ạ. Và giá lăn bánh này thì chúng tôi là chưa bao gồm khuyến mại anh chị nhá. Giá này chỉ là giá lăn bánh theo quy định nhà nước thôi. Còn chắc chắn giá khuyến mại thì sẽ rất rẻ rồi đúng không ạ? 1.8G 755 triệu lăn bánh ở một tỉnh, mức thuế 10%. Lệ phí đồng bộ, lệ phí đăng kiểm, bảo hiểm dân sự bắt buộc, cũng như là tiền biển số. Chỉ có Hồ Chí Minh và Hà Nội đang thu là 20 triệu. Trong khi đó các tỉnh sẽ từ 200.000 đồng đến 1 triệu, 2 triệu đồng tùy từng tỉnh, huyện, thị trấn, thị xã sẽ được mức thu là khác nhau. Rồi, nào, 755 triệu cho bản G sẽ lăn bánh ở một tỉnh là 834 triệu đồng. Trong khi đó ở Hồ Chí Minh chúng ta chỉ có thêm 20 triệu tiền biển số thôi ạ, sẽ là 854 triệu đồng. Hà Nội chỉ 12% thuế mà sẽ là 868 triệu đồng. Đó chính là về phần giá lăn bánh cho từng vùng miền. Ngoài ra Văn Hội còn chia sẻ thêm là một số tỉnh thành hiện nay như Hà Tĩnh, Tuyên Quang mức thuế lại áp dụng là 11%. Hay như một số tỉnh thành khác như Lào Cai thì áp dụng là thuế là 12%. Thì cái mức lăn bánh chỉ khác Hà Nội có mỗi 20 triệu tiền biển số thôi ạ. Nào, tiếp đến về phần khuyến mại. Mua xe trong dịp này anh chị được trừ trực tiếp bằng tiền mặt, lại tặng những gói bảo hiểm thân vỏ, tặng phụ kiện như dán phim, bọc sàn, camera hành trình. Gần như xe về chỉ việc đổ xăng và đi thôi ạ. Mọi thủ tục hỗ trợ đăng ký đăng kiểm, giao xe online, giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền, đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi phục vụ quý khách hàng giao xe tận nhà luôn nhá. 24/24 lúc nào chúng tôi sẵn sàng để phục vụ anh chị có chiếc xe vi vu với mùa hè này và đi chuẩn bị đi du xuân, đi đón Tết, đi du lịch bên gia đình người thân, rất tuyệt vời đúng không ạ? Để biết thêm thông tin chi tiết về cái thiết kế của cái Cross 1.8G sẽ là như thế nào, chúng ta sẽ cùng đi ngắm nhanh thôi, 5-7 phút để ngắm nhanh một chiếc Cross G. Cũng như anh chị nhận khuyến mại tốt nhất, hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới và đăng ký hộ kênh để nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi clip của bản G ngay sau đây. Tổng quan thiết kế ở phần phía đầu xe của Cross 1.8G phiên bản mới nhất hiện nay. Đầu tiên là ở phía trên thì
trên lắp cabo thì với những cái đường gân dập nổi rất thể thao và khí động học, thì ở phần logo xe, logo phía trước của xe sẽ trang bị là logo mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Trong khi đó là cái mặt ca lăng ở phía trước là dạng nan cáo như thế này, trông rất khỏe khoắn và thể thao. Tiếp đến, chúng ta có một cụm đèn xin nhan kết hợp với cái đèn lăng téc ban ngày như thế này. Chúng ta tiếp đến đó chính là cụm đèn bi. Xe trang bị cụm đèn bi projector với hai chóa pha và cốt thì được tích hợp trong một cái bóng bi projector cho khả năng gom sáng bám đường. Tiếp đến, chúng ta có hai cảm biến góc trước. Vậy là Cross bản G sẽ có đến 6 cảm biến, trong đó là hai cảm biến góc trước và 4 cảm biến sau. Phần đèn sương mù sẽ trang bị luôn là hệ thống đèn LED, vừa cho khả năng bám đường rất tốt. Về cái khoảng sáng gầm, như anh chị nhìn thấy ở đây, cả một gang tay của Văn Hội đã quá 20cm rồi. Cái khoảng khả năng thoát gầm ở phía đầu trước này rất tốt. Trong khi đó cái điểm thấp nhất của gầm sẽ là 161mm. Đây là dòng xe SUV đa địa hình, di chuyển linh hoạt mà lại rất tiết kiệm nhiên liệu ở tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Đó chính là ở phần phía đầu xe. Mình quay sẽ quay tổng quan để chúng ta có thể nhìn thấy chi tiết được. Trong khi đó ở phần phía thân xe sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Cụp gương tự động, một trong những tính năng cực kỳ là hữu ích khi mà chúng ta sử dụng xe ô tô. Thì trên chiếc Toyota Corolla Cross 1.8G phiên bản mới nhất hiện nay đã được trang bị, kết hợp với mặt gương chỉnh điện hay là đèn xi nhan LED ở trên gương. Thì Cross 1.8G còn có những cái điểm mạnh gì ở phần phía thân xe như thế này? Trước tiên ở cái phần phía nóc, nó sẽ liền màu, những cái nẹp này nó liền màu với xe luôn, trông cảm giác xe trông to xe. Đây, trông to xe, khỏe khoắn, thể thao. Trong khi đó lốp xe sẽ trang bị là lốp Bridgestone với cái thông số lốp đây. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 215/60R17. Vậy là cái khả năng bám đường lên đến 215mm bề rộng ngang, la răng 17 inch, rất rộng rãi, đúng không ạ? Trông la răng dạng đúc. La răng này có điểm mạnh là chúng ta mà có xước thì chúng ta sơn lại cũng rất dễ nhá, mà trông nó kiểu dáng rất là sang trọng, lịch lãm. Văn Hội cũng rất thích cái kiểu la răng như thế này. Trên tay nắm cửa thì chúng ta có nút cảm ứng nhiệt như thế này. Chúng ta khóa được cửa bằng một cái chạm vân tay. Trong khi đó mở cửa chúng ta chỉ cần đưa tay vào thế này thôi. Chúng ta đưa tay vào thôi, khi mà chìa khóa ở gần nhá, là mở cửa đóng cửa rất tiện luôn đấy ạ. Chúng ta có gì nữa ở phần phía thân xe này nào? Thân xe đó chính là ở phần phía đuôi sau có một cái dạng thiết kế cực kỳ là thể thao. Anh máy quay sẽ tiến gần hơn để cùng tìm hiểu. Đây là phần thiết kế phần phía đuôi phía sau của chiếc Toyota Corolla Cross 1.8G phiên bản mới nhất hiện nay. Từ phía trên, nhà sản xuất sẽ trang bị cái anten vây cá mập cho khả năng khuếch đại sóng radio rất tốt. Trong khi đó, crossover mà gạt mưa ở phía sau này hay là đèn phanh ở trên cao thì đều được trang bị cái cụm đèn ở phía sau của Cross, trông rất thể thao, khỏe khoắn, cũng như logo 1.8G. Chúng ta có một chiếc camera lùi ở phía sau được hiển thị trực tiếp lên trên màn hình 9 inch theo xe. Trong khi đó là logo Corolla Cross thì được mạ chrome kết hợp với logo Toyota. Chúng ta có gì ở đây? Đây là tổng quan phần phía cốp sau. Cốp sau của xe thì nhà sản xuất trong được tặng thêm một bộ thảm nỉ này. Đây là một màu nội thất màu nâu đỏ, rộng rãi, sang trọng, trần xe cao. Nhà sản xuất trang bị cái trần xe nó sẽ hõm cao lên như thế này. Trong khi đó trần màu đen Văn Hội thì rất thích, nó vừa sạch, sang. Đây là lốp sơ cua. Vậy là lốp sơ cua cũng như kích tuýp lốp tay quay cũng sẽ đều được tích hợp theo xe luôn. Về phần cảm biến thì sao ạ? Về phần cảm biến, xe trang bị đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau. Đây là những cái mắt cảm biến cảnh báo va chạm sau này, cũng như cái độ thoát gầm ở phía sau này. Nếu chúng ta lùi lên một cái chớn nào đấy đến tận hơn 450cm, cái độ thoát gầm ở phía sau rất cao nhá. Văn Hội đánh giá rất cao những cái thiết kế của Cross, khi mà cái khả năng di chuyển đa địa hình linh hoạt, rất khỏe. Còn
Còn ở bên trong là từ hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, chìa khóa thông minh, điều hòa hai vùng độc lập hay sự an toàn lên đến 7 túi khí thì sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện nội thất của chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G model mới nhất hiện nay. Nào, chia sẻ với anh chị rằng là Cross thì với hai tông màu nội thất, đó chính là màu nội thất nâu đỏ như bên các anh chị đang nhìn ở đây, rất sang trọng. Trong khi đó màu nội thất thứ hai đó chính là màu nội thất đen, cũng cực kỳ là lịch lãm và quý phái. Nào, để xem rằng là Cross sẽ trang bị những cái tính năng gì từ cái phiên bản G như thế này. Văn Hội thích nhất đầu tiên là cái khối động cơ cũng như là hộp số hay khung gầm, thì toàn bộ cả ba phiên bản đều là như nhau cả. Đặc biệt nhất là bản V hay bản G như vậy. Nào, phần tappi cửa chúng ta có gì? Cái tappi cửa của dòng crossover của bản G sẽ tay nắm báng rất là to này, hay như hộc để đồ rộng. Về phần loa, xe trang bị giải trí lên đến 6 loa. Trong khi đó phần chỉnh kính điện này thì cả kính lái cũng như là mọi thứ thì đều được trang bị là auto một chạm luôn đấy ạ. Cái tay nắm cửa thì được mạ cái màu sơn bạc này, rất sang trọng, hay như cái lần da này, Văn Hội đánh giá rất cao nhá. Tiếp đến nào, chúng ta sẽ có ghế điện. Xe trang bị ghế điện chỉnh lên đến 8 hướng. Bản G đấy ạ, mà chỉnh điện 8 hướng rất dễ chịu. Trong khi đó là đèn, xe trang bị là chỉnh góc đèn theo số lượng người ngồi. Xe 5 chỗ ngồi, chỉnh góc đèn đúng theo số lượng người ngồi luôn, rất hay. Còn ở bên trong phần nội thất xe sẽ trang bị những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong giao diện chi tiết nhất của chiếc Cross 1.8G. Ấn tượng đầu tiên đây ạ, một chiếc màn hình giải trí lên đến 9 inch, có kết nối CarPlay cũng như Android Auto, đã được trực tiếp là tích hợp trên chiếc Toyota Cross 1.8G rồi. Với cái màn hình này thì chúng ta sẽ có những cái tính năng gì ạ? Chúng ta còn sử dụng được cả trình duyệt để xem được video. Tiếp đến đó chính là chúng ta còn có cả cài đặt để kết nối cả Wi-Fi nữa. Chắc chắn rồi, rất tuyệt vời. Màn hình thì sẽ có kết nối CarPlay, Android Auto không dây, không cần dây luôn đâu anh chị nhá. Rất hay đó ạ. Nào, chúng ta sẽ thử cùng test luôn trước khi mà chúng ta đi thêm các phần khác nào. Anh chị chỉ cần vào đâu ạ? Chúng ta chỉ cần vào Bluetooth thôi. Rất đơn giản rồi. Ở điện thoại ví dụ như iPhone thì chúng ta vào CarPlay. Chúng ta để chờ ở đây. Đúng không ạ? Tiếp đến thì chúng ta sẽ cần làm gì nào? Những cái thao tác rất nhanh thôi. Và chúng ta có thể kết nối được thêm thiết bị. Tìm kiếm thiết bị. Đúng không ạ? Ở đây cái danh sách thiết bị, chúng ta sẽ có những cái thiết bị gì? Đây, như chiếc iPhone 11 Pro Max đây. Chúng ta sẽ chọn ghép đôi, chọn OK, chọn cho phép. Hệ thống sẽ kết nối hoàn toàn là tự động, không cần dây. Chúng ta tự động không cần dây đâu anh chị nhá. Không cần dây thì toàn bộ cái màn hình của xe và màn hình của điện thoại này, anh chị nhìn thấy này, nó sẽ được hiển thị trực tiếp lên trên này luôn. Trực tiếp CarPlay, dẫn đường, điều khiển, nghe nhạc. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Ok. Kết nối điều khiển cả tìm đường bằng giọng nói. Tìm đường bằng giọng nói luôn nhá anh chị nhá. Chúng ta thử luôn đi ạ. Linh Đàm, Hà Nội. Chúng ta sẽ đến được ngay cái khu đô thị Linh Đàm. Tiếp tục đi thẳng qua công ty cổ phần quốc rất tế hay. Việt Nam. Cái kết nối CarPlay và Android Auto này Văn Hội đánh giá rất cao. Ok, tiếp đến nào. Chúng ta sẽ dừng tạm thời ở đây để chúng ta xem, chúng ta sẽ thoát đi. Chúng ta sẽ xem thêm những các ứng dụng khác như nghe nhạc, gọi điện thoại. Tất cả đều rảnh tay hết. Và trên vô lăng Cross sẽ có cái nút rảnh tay như thế này. Chưa hết đâu ạ, chúng ta sẽ đi từng phần nào. Từ bên phải này thì chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa tự động và chế độ Eco Heat tiết kiệm và chế độ ngắt cái cửa gió điều hòa sau. Xe đã trang bị cửa gió điều hòa sau rồi nhá. Cross G đã trang bị cửa gió điều hòa sau này, mà chúng ta có thể điều khiển để khóa nó và ngắt nó được.
ngắt ở đằng trước đây. Rất đơn giản đúng không ạ? Điều hòa thì tự động rồi. Đến tay số nào. Tay số xe trang bị là camera lùi có vạch dẫn hướng, cảm biến lùi cũng như là hộp số CVT. Tay số được cần bọc da và có giải số M, di chuyển số bằng tay, rất linh hoạt. Hai hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử thì cũng sẽ được trang bị trên chiếc Cross G. Chúng ta có một cái lẫy gài nhỏ để trong trường hợp mà khẩn cấp chúng ta sẽ đưa về số mo này để đẩn xe đi. Gì nữa nào? Bệ tì tay. Bệ tì tay lại tích hợp thêm cả cái cổng như thế này để chúng ta thêm tẩu sạc này. Ở trên, chúng ta dần lên trên sẽ có một gương điện chống chói. Vậy là bản G, anh chị có thể nhìn thấy tổng quan đây không ạ? Nào thử màn hình 9 inch kết nối không dây, điều hòa tự động, hộp số vô cấp, kiểm soát lực kéo. Chúng ta lại còn có cả gương điện tự động chống chói. Trần thì màu đen, rất sang trọng, sạch sẽ. Vô lăng, xe trang bị được vô lăng là khâu bọc da. Khâu bọc da cao cấp luôn. Trong khi đó bảng đồng hồ trung tâm, chúng ta được tích hợp một màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch, có khả năng hiển thị km trên giờ bằng điện tử hay như các cảnh báo phụ trợ khác, điều khiển cả cảm biến trước sau. Hay như chúng ta còn có phần ở trong phần cài đặt này, chúng ta chọn được ngôn ngữ, chúng ta sử dụng được cả tiếng Việt luôn nhá. Chúng ta sử dụng được cả tiếng Việt. Không chỉ có vậy đâu ạ, mà chúng ta còn có phần cài đặt xe. Trong này thì PPMS, đó chính là áp suất lốp. Nhà sản xuất đã được tích hợp luôn là hệ thống cảnh báo số lốp trên chiếc Cross bản G. Dù là bản G vẫn được trang bị, phải nói là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nhiều hiển thị, quãng đường đi, thông tin lái. Nó sẽ rất nhiều cái hiển thị phụ trợ để anh chị có thể kiểm soát được. Bên trái đó chính là đồng hồ vòng tua động cơ. Ở giữa là đồng hồ báo nhiệt độ nước. Giữa đây là đồng hồ báo xăng và đồng hồ vòng tua, đồng hồ vận tốc, km analog. Trong khi đó điện tử thì vẫn được sẵn sàng. Xe trang bị cụm đèn là auto, tự động tích hợp với đèn sương mù LED hay như gạt mưa, chỉnh in time thời gian theo ý muốn. Đây, nấc chỉnh in time đây. Chúng ta nhìn thấy tổng quan đây không ạ? Chúng ta có gì ở đây nữa? Vô lăng sẽ có thoại kích hoạt. Ok, chúng ta điều khiển được luôn đây này. Chúng ta điều khiển được cả Siri luôn. Bằng giọng nói luôn nhá. Hai thoại rảnh tay, điều khiển đa thông tin, tăng giảm âm lượng và next chuyển kênh. Chúng ta còn có hệ thống cruise control, giữ ga tự động theo hành trình, rất tuyệt vời. Cũng như mode AM, FM, Bluetooth. Về phần an toàn thì sao nào? Ở trong này thì chúng ta thấy được rằng là sự an toàn rất tuyệt vời. Xe trang bị lên 7 túi khí. Cross trang bị lên đến 7 túi khí anh chị nhá. Kết hợp với khung hoa của Toyota, hay hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc. Tính năng khởi hành ngang dốc Văn Hội đã test ở nhiều clip khác nhau rồi. Thì bản G cũng sẽ được trang bị kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, phân bố được phanh điện tử. Tất cả trên phiên bản G ở đây. Giải trí lên đến 6 loa. Âm thanh cực kỳ là sắc nét. Ghế da hay như là những cái ghế bọc da này. Anh chị có thể nhìn thấy này. Ghế da có lỗ thông khí. Cùng với đó là cái hộc để đồ to bản rất rộng. Và một cái điểm mạnh nữa, đó chính là xe bảo hành lên đến 5 năm. Mua Corolla Cross mà chúng ta có bảo hành lên đến 5 năm. Đi quá là tuyệt vời luôn. Yên tâm đúng không ạ? Chúng ta yên tâm trên mọi cung đường. Đó chính là tổng quan chi tiết chiếc Toyota Cross 1.8G. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang ngay cái phần tiếp theo, đó chính là phần ngồi ở hàng ghế thứ hai, sự rộng rãi, linh hoạt là như thế nào. Xin mời anh chị. Đây là không gian ở hàng ghế thứ hai của Corolla Cross bản G. Đầu tiên là cái khoảng để chân rất rộng rãi, hay như cái trần Văn Hội cao 1m7 hơn mà ngồi cũng rất dễ chịu. Trần cao, vẫn có tay nắm này, hay là đèn đọc bản đồ ở phía sau. Tựa tay cho hàng ghế thứ hai, có những hộc để cốc như thế này. Thì cửa gió điều hòa sau, lúc nãy Văn Hội đã chia sẻ rồi, cũng đã được trang bị. Lưng ghế này còn được để những cái gói tạp chí. Và ghế này thì còn chúng ta còn gập phẳng được này. Chúng ta gập phẳng là một. Và chúng ta ngả được thêm 15 độ. Chúng ta ngả thêm 15 độ anh chị nhá. Ở đây chúng ta vẫn có một cái kính góc. Kính góc này rất hay để trong những cái trường hợp mà chúng ta cứu hộ nhanh. Rất tuyệt vời đúng không ạ?
Đường trường thì Cross được chia sẻ là đâu đó bản G lăn bánh 100 km chỉ có hơn 5 lít thôi ạ. Rất dễ chịu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang ngay phần tổng kết. Xin mời anh chị. Vừa rồi đó chính là review cực kỳ là chi tiết chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G, phiên bản nâng cấp mới nhất hiện nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. Như anh chị cũng đã biết thì mức thuế ở một tỉnh đang áp dụng là 10%, trong khi đó Hà Nội là 12, biển số Hà Nội Hồ Chí Minh sẽ là 20 triệu đồng, các tỉnh thành khác từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy từng tỉnh thành, quận, huyện, thị trấn. Một chiếc Corolla Cross 755 triệu đồng cho phiên bản mới nhất hiện nay, nâng cấp màn hình lên đến 9 inch thì tổng giá lăn bánh đâu đó chỉ nhỉnh hơn 800 triệu một chút thôi. Văn Hội sẽ sâu chi tiết lên trên màn hình và chắc chắn những cái giá bán này nó chỉ là giá niêm yết, chưa bao gồm chương trình khuyến mại đâu nhá. Chương trình khuyến mại sẽ áp dụng theo từng thời điểm. Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để nhận báo giá khuyến mại tốt nhất của cái thời điểm hiện nay. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.